Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đối tượng Ngô Văn Phú, sinh năm 1990, trú tại thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra hành vi ép con ruột uống thuốc cỏ dẫn đến tử vong. Nạn nhân vụ án mạng là cháu Ngô Thị Thu P, sinh năm 2011, là con ruột của Phú. Theo đó, vào ngày 23 tháng 9, do có mâu thuẫn gia đình, Phú đã mua 2 chai thuốc diệt cỏ và 1 ký đường trắng hòa vào cốc nước, sau đó đưa cho con gái uống. Khi cháu B vừa uống xong, thì bà nội cháu sang nhà phát hiện nên đã giật ra nhưng đã quá muộn. Thấy cháu có biểu hiện ngộ độc, người thân trong gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Đông Triều cấp cứu. Sau đó, cháu B được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh và tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, do lượng thuốc độc đã ngấm sâu vào cơ thể, đến rạng sáng ngày 25 tháng 9, cháu B đã tử vong. Ngay khi cháu B tử vong, Công an thị xã Đông Triều đã bắt giữ Ngô Văn Phú tại nhà riêng. Ông Nguyễn Đình Phước, trưởng thôn 7 xã Nguyễn Huệ cho biết, chiều ngày 25 tháng 9, Công an thị xã Đông Triều tiến hành bắt giữ Ngô Văn Phú tại nhà riêng. Khi đó, ông Thức cũng có mặt để chứng kiến sự việc. Khi bị bắt, Phú có biểu hiện ăn năn hối lỗi, khóc xin lỗi vợ con. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, thi thoảng Phú có đánh vợ, thậm chí đánh cả mẹ ruột. Nhưng không ai nghĩ Phú lại ra tay ép con đẻ mình uống thuốc cỏ như thế, ông Phước nói. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị B, vợ của Ngô Văn Phú và cũng là mẹ của nạn nhân Ngô Thị Thu B vẫn vô cùng đau đớn, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của con gái. Nói về mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trước ngày xảy ra sự việc, chị B cho biết, vào giữa tháng 9, Phú có mua được một chiếc xe máy cũ, nhưng xe bị non hơi. Khi đưa về nhà, Phú đã bảo cháu B đi mượn bơm về để hắn bơm xe. Khi cháu B sang nhà hàng xóm mượn thì lại không có. Sau đó, Phú đã lớn tiếng chửi con gái và lấy điếu cày đánh chị B. Do không chịu được tính vũ phu của chồng, chị B đã bế hai con là cháu Nguyễn Thị Thu B và Nguyễn Văn G về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang, còn cháu trai Nguyễn Văn N thì ở lại với Phú. Ngay hôm sau, Phú gửi con trai ở nhà rồi bắt xe lên nhà mẹ vợ trên Bắc Giang để đón chị B về nhà. Tuy nhiên, chị B đã không đồng ý quay về với Phú. Không đón được vợ về nhà, Phú đã bế hai con về cùng mình với lý do để các con đi học. Đến trưa ngày 23 tháng 9, khi chị B đang ở nhà một người quen tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, thì nhận được tin nhắn của Phú với nội dung: ngày này năm sau là ngày giỗ của bố con tao. Nhận được tin nhắn, chị B liền gọi điện lại, nhưng thuê bao không liên lạc được. Đến chiều, Phú điện lại cho vợ bảo, con mày sắp chết rồi, không đi về mà xem. Nghe xong điện thoại, chị B vội bắt xe về Quảng Ninh, nhưng khi về đến nơi thì cháu B đã nằm viện cấp cứu. Chị B cũng cho biết, chị và Phú nên duyên vợ chồng từ năm 2010 đến nay được 6 năm và có với nhau 3 người con là cháu Ngô Văn N, sinh năm 2013, Ngô Văn G, 2014, cháu Ngô Thị Thu B, sinh năm 2011. Ngay khi lấy nhau về, vợ chồng chị B đã ở riêng. Từ khi mới về chung sống với nhau, hai vợ chồng đã thường xuyên xảy ra xô xát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.